6 giờ thì nhà thờ bắt đầu làm lễ, thì đến 6 giờ 40 thì xong. Bây giờ Nhân đi bộ ra để xem cái lễ dành cho thiếu nhi sau khi mà thánh lễ đã cử hành xong. Một phần cung đường này đã được chặn lại hai đầu để mà dành cho Tết thiếu nhi. Người ta hay nói Trung Thu là Tết thiếu nhi, là ngày được các em nhỏ mong đợi trong năm để được rước đèn, trông trăng, phá cỗ Trung Thu với bánh dẻo, bánh nướng, đậm đà hương vị cổ truyền. Có thể nói Tết Trung Thu từ lâu đã luôn in dấu trong tâm khảm mỗi con người Việt Nam. Và Nhân xin kính chào quý ông bà, cô chú và quý anh chị em bạn bè. Hôm nay Nhân xin mời quý ông bà, cô chú và quý anh chị em bạn bè sẽ cùng Nhân đến với đêm hội trăng rằm với tên gọi Ánh Trăng Giêsu tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm, hạt Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức nghe. Nếu có ai hỏi tôi về bầu trời, tôi sẽ kể cho họ nghe về ông trăng tròn. Nếu có ai thắc mắc với tôi về ông trăng, tôi sẽ kể cho họ nghe về ông trăng rằm tháng 8. Trung thu chính là khoảng thời gian mà tất cả anh em thiếu nhi Việt Nam đều trở nên vô cùng háo hức mong đợi. Bởi trong truyền thống của dân tộc Việt Nam thì Trung thu chính là lúc ánh trăng trở nên tròn trịa, đẹp đẽ nhất. Và trong ngày đó diễn ra rất nhiều hoạt động thú vị, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi. Khi đêm đã về khuya, các em có thể cầm lồng đèn đi khắp mọi nơi, cùng nhau cầm đèn ông sao năm cánh hát vang những khúc ca về ngày Trung Thu. Các em có thể cùng nhau trông trăng ngày rằm cùng nhau. Mọi hoạt động đều trở nên vô cùng vui vẻ. Tết Trung Thu hay còn gọi với tên khác là rằm tháng 8, bởi thời gian diễn ra Tết Trung Thu hàng năm chính là vào ngày 15 tháng 8 theo âm lịch của Việt Nam. Những loại đồ chơi được phổ biến bán trong ngày Tết Trung Thu có thể kể đến như đèn ông sao năm cánh. Sở dĩ gọi như vậy vì cái đèn này có dạng hình tròn, bên trong có hình ngôi sao năm cánh được tết từ những thanh tre mỏng. Để trở nên bắt mắt hơn thì bên ngoài còn được dán một lớp bọc giấy bằng ni lông có màu xanh, vàng, đỏ rất bắt mắt. Chiếc đèn ông sao năm cánh còn có thể đốt nến ở bên trong. Vì vậy mà khi đêm đến, các em nhỏ cùng nhau đi rước trăng đều cầm theo đèn vô cùng rực rỡ. Theo quan niệm của người xưa, nếu chờ được lúc trăng lên, chứng kiến cảnh trăng tròn nhất trong tháng thì người ấy sẽ được rất nhiều may mắn trong suốt một năm và điều ước về sức khỏe, gia đình, học tập cũng sẽ trở thành hiện thực. Vì vậy, các em nhỏ ai cũng háo hức tham gia. Phía bên trong nhà thờ thì vẫn đang phát bánh Trung Thu
và phát lồng đèn cho các cháu. Thì phía bên ngoài này phụ huynh tập trung cũng rất là đông. Thì cái khúc đường Trần Hưng Đạo này một phần đã được rào chắn để dành riêng phục vụ Tết Trung Thu dành cho các bé. Mà gần nhà thờ. Đây là khu vực đường Nguyễn Công Trứ, phía trước trụ sở của khu phố 1 thuộc phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Đoàn lân thì di chuyển từ hướng nhà thờ, sau đó sẽ đi một vòng quay lại nhà thờ. Bên này là ngã ba đường Nguyễn Công Trứ với lại đường Trần Hưng Đạo. Rất là đông các bé thiếu nhi đang đi, thì bây giờ thì cơn mưa nó nặng hạt rất là nhiều. Cũng tội nghiệp cho các bé, bởi vì đi chơi Trung Thu mà trời mưa như vậy cũng thật là tiếc. Chị Hằng cũng đội mưa đi luôn nè. Các bạn nhỏ ơi, thấy đơn giản rồi chứ không đơn giản ha. Vào mời các bạn tới để rồi chú tuổi các bạn nhỏ mời các bạn tới chơi để ủng hộ cho bạn quỷ thiếu nhi nha. Rồi đây là cái trò gì Vy? Vy nhất. Trò gì? Trò gì? Trò này trò gì? Trò này trò thổi bóng. Ngày chơi sao? À, cái này là mình thổi thôi. Cái này bao nhiêu tiền em? 10.000 đúng không? Cần quay xíu nha. 10.000 thì được mấy trái banh? 10.000 là được 5 trái banh anh. Thì nếu mà mình đếm trúng hết thì như nào, mà mình đếm không trúng thì được gì không em? Không trúng cũng được kẹo mà trúng cũng được quà anh. Chơi vì thiếu nhi mà. Quà thì gồm những gì em? Quà là gồm bánh với kẹo. Quà là kẹo. Đốt pháo hoa. Rồi pháo hoa sẽ đốt ở tại trung tâm này. Chúng ta các bạn và chúng ta hướng về để được thưởng thức pháo hoa. Chuẩn bị bắn pháo hoa. Đây
rồi, bắt đầu châm lửa rồi. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay, pháo hoa đã được chuẩn bị bắt đầu. Cái này bao nhiêu tiền vậy con? Dạ 10.000 10 ngàn mấy vòng? Dạ 10.000 5 vòng. 5 vòng. Trời ơi. Vô bánh nó kìa, vô bánh nó kìa. Rồi giờ trúng trúng cái gì? Trúng cái gì? Dạ. Trúng cái gì? Dạ trúng nước ngọt hoặc là bánh à. Dạ. Rồi lấy cho bé này luôn. Vô. Rồi bây giờ là 5 vòng. Rồi à. Có một số không? Đâu. Vô làm nước ngọt à, ném vô lon nào thì trúng cái lon đó. Rồi chơi mấy vòng mà được nhiều bánh vậy anh? À, 20 mấy vòng rồi. 20 mấy vòng rồi hả? Trúng được bao nhiêu bánh anh? 3 bịch. Ba bịch. Đây thêm một vòng nữa cho chú coi đây, chú đang quay đây. Rồi chú đang quay ha, cảm ơn con nha. Rồi. Đây chú đang quay đây. Rồi coi bé ném nè. Con thảy đi. Con thảy cho chú coi. Vô. Một vòng. Đây chú đang quay đây. 2 vòng. Cố lên con, cố lên. Lựa nước ngọt đi con, canh lon nước ngọt đi con. Vô. Bánh. Wow. Liền lên nước ngọt con, liền lên nước ngọt đi con. Liền lên nước ngọt cho chú ơi. Ok. Liền lên nước ngọt cho chú ơi. Đơn giản. Vô vô đi con. Cái lon màu xanh nè. Rồi cái lon màu xanh nè. Ôi. Tuyệt quá, chỉ được bánh thôi. Thôi thẳng rồi, vô đây là ăn no rồi. Rồi, chúc mừng cho con anh nha. Chào, chào, chào chú kìa, chào kìa. Vô đây con. Quay đây đúng không? Bà nào chú biết chưa đâu, bà nào. Dạ, bên em có 7 sữa đậu nành, bủ sơm, hạt chia và trà tắc ạ. Rồi cái này mình làm lâu không? Dạ, khoảng chừng 4 tiếng. 4 tiếng? Dạ, bao nhưng nhiêu? Mà ủ trà là ủ từ tối hôm qua mới được, hôm nay mới bắt đầu là chế vô à. Cực dữ vậy hả? Dạ đúng rồi. Mình tổng cộng 3 cái sản phẩm này mình làm bao nhiêu? Dạ được 245 chai anh. À, mà nãy giờ đâm mua nhiều không? Dạ cũng được nhiều anh. À. Gần hết rồi ha? Dạ gần hết rồi. À. Còn 30 mấy 40 chai nữa. À, một chai thì bao nhiêu tiền? Dạ 8.000 một chai à. 8.000 một chai. À. Có trà tắc mà hết rồi chị ơi. Dạ cái này có người mua rồi. Hết trà tắc rồi, có sữa đậu nành với lại mũ trơn hạt chia á chị. Hỏi lại 42. Thôi 4. Có 42 nghìn. Quầy mình đông người bán không? Dạ khoảng chừng 10 người à. Em gửi tiền. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhiều nha. Quá. Kế bên này thì cũng có một cái quầy nước nữa. Thì ở đây là quầy nước ngọt. Anh ơi, uống bia anh ơi. Có bia nữa hả? 20.000 lót kẹt giá tẩy. 20.000. 20.000. Dạ. Quầy mình có những sản phẩm gì anh? Dạ, mình gồm cái thứ nhất là cái món đặc sản Thủ Mạch này. Cho con làm cái nha. Thứ hai là cái món này giải khát nhẹ nhẹ cho các em thôi. À. Quan trọng nhất là trà chanh và trà sữa. Nhưng mà trà sữa giờ hiện tại giờ là cháy hàng hết topping rồi, chỉ còn nước không ạ. Một ly nước như vậy thì bao nhiêu tiền anh? Dạ, mà cái ly này thì
Dạ, cái này là 5.000, coi trà chanh thì là 10.000, trà sữa thì là 13, nhưng mà hết topping rồi còn có 10.000. Hết topping rồi. Vì trà sữa mình làm nhiều không mà hết lẹ vậy anh? Dạ, em làm là một nồi 30 lít. 30 lít thì em dự tính đâu đó khoảng 150 ly mà bây giờ xài hết. Hết luôn à? Tiếc quá, tính thử trà sữa rồi. Không, đối với anh là người lớn thì tốt nhất cái món này hơn. Cái này cũng là... Cái này là sinh tố sữa lúa mạch. Nay trung thu mà có lúa mạch nào đó. Dạ, nó là cái như trung thu nhưng cũng còn phục vụ người lớn á. À, đây là trà sữa cái bình này đúng không anh? Dạ. Cái bình đó là trà sữa đúng không? Dạ, dạ, cái bình đó là trà sữa. Dạ. Dạ, trò chơi bowling. Mình 10.000 thì mình sẽ có được 5 trái banh để mình ném bowling. Mình phải làm đổ 2 lần chai thì mình mới được một cái móc khóa. Không có đổ được lần nào thì mình được 2 cái kẹo an ủi. Mình được một cái móc khóa rồi đó, giờ thì ăn chắc. Được lựa nữa hả? Được. Tưởng đâu là trúng rồi cái mình cứ đưa ra thôi chứ ai về mấy các bé được lựa nữa. Rồi tới em đúng không? Bóng nó chạy lên tới hàng trên cùng này nè, nếu như mà ba ly thì được một cục kẹo, còn 5 ly thì được một cái bánh, rồi qua được tối đa 10 ly là được một cái lồng điện. Rồi, chúng được bịch bánh. Thời gian hàng ném bóng vẫn rất là đắt hàng, có rất là nhiều bé tham gia cái gian hàng này. Thế nào con lỗi đó? Nó phát ao sinh luôn. Thế nào nè?
Mẹ tôi vẫn bảo trăng đêm rằm trung thu là tròn nhất. Quả vậy, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, một vầng sáng tròn trĩa như đổ khuôn, ánh trăng như mật ngọt, ngọt liệm tuôn trào xuống mọi ngõ ngách, khiến từng lá cây, ngọn cỏ đều sáng lung linh. Ánh mắt trong sáng của mọi bé thơ đều háo hức hướng lên vầng trăng, với ý nghĩ thích thú được nhìn thấy chị Hằng và chú Cụi. Chị Hằng thì xinh đẹp cùng Thỏ Ngọc đang dạo chơi trên cung trăng, chú Cụi tìm trâu ngồi u sầu trên gốc đa thần kỳ. Trung thu là vậy đó, những hình ảnh đẹp đẽ của ngày rằm đã nhẹ nhàng bước vào tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ qua những câu chuyện cổ tích đáng yêu. Ngước lên bầu trời cao bao la, lòng tôi xúc động vô bờ khi gặp vầng trăng tròn như gương mặt người thiếu nữ rạng rỡ nụ cười. Những vì sao lấp lánh kia là những ánh mắt của trời cao đang sẻ chia cùng niềm vui hội ngộ. Tôi lại thấy lòng mình rạo rực hơn. Đường phố nhộn nhịp đông vui như Tết, bước ra đường thấy từng đoàn sư tử, múa lửa thật tài tình, các em bé đội trên đầu những chiếc mũ công chúa đáng yêu, tay cầm đèn ông sao năm cánh hay chiếc đèn lồng giấy đỏ truyền thống. Lòng tôi lại vui vui vì một phong tục truyền thống đẹp đẽ đã không bị lãng quên theo thời gian. Tối muộn, phố xá dần vắng bóng người, bây giờ bình thản ngồi lại, ngắm trăng trong đêm yên tĩnh mới thấy lạ làm sao, trăng như tròn hơn, sáng hơn, đẹp hơn. Đêm trung thu năm ấy luôn khắc sâu trong lòng tôi như vậy đó, đó là một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Nó nhắc nhở tôi nhớ đến những nét trong trẻo mà tâm hồn mình từng có, những yêu thương mọi người dành cho nhau, để mai này nhớ lại những phút giây đã qua, tôi có thể mỉm cười hạnh phúc. Tám giờ 20 thì mọi người đã ra về hết rồi. Thì bây giờ thì mọi người trong ban tổ chức của giáo xứ Thánh Tâm để chuẩn bị là thu dọn bàn ghế cũng như rác. Thì trung thu 2023 thì có một cơn mưa nhẹ, rồi sau đó thì cũng hết mưa, thì cũng mừng cho các bé. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.